một người đàn ông 63 tuổi, nhà ở quận 11 thành phố Hồ Chí Minh, bị tai biến liệt nửa người mấy năm nay. Dù sức khỏe được đánh giá ổn định, nhưng mới đây, ông được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Trưng Vương. Người đưa ông đến đây rồi sau đó lại bỏ đi mất. Sau khi làm các xét nghiệm, nhận thấy sức khỏe bệnh nhân ổn định, bác sĩ làm thủ tục xuất viện cho ông thì không liên lạc được với thân nhân. Còn khi gọi vào số điện thoại của người khai hồ sơ lúc nhập viện, nói là con trai của ông thì không thấy bắt máy. Địa chỉ khai trong hồ sơ được chính quyền địa phương xác định, gia đình ông đã bán nhà từ 10 năm trước đó. Bên bệnh viện chúng tôi thì đã liên lạc tìm người nhà, nhưng mà chỉ có liên lạc được những người thân, những người bà con, những người hàng xóm thôi. Chứ còn người con thì gọi điện thoại không có bắt máy, mà nghe những người hàng xóm, những người thân kể lại là không có nhận chú về để chăm sóc. Thành ra bây giờ ở bệnh viện thì đang cố gắng liên hệ các bộ phận từ thiện để nhận chú về để nuôi và chăm sóc. Những ngày qua, với hoàn cảnh của bệnh nhân như vậy, các điều dưỡng ở bệnh viện đã góp tiền lo chi phí ăn uống và thay nhau chăm sóc ông. Trong khi đó, bệnh nhân liên tục đòi về nhà, nhưng phía bệnh viện lại không tìm được địa chỉ nhà, không liên lạc được với thân nhân.